Út Cơm xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại video hướng dẫn cắt may của Út nha. Tiếp tục video hôm nay, Út sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt một cái mẫu áo quay cổ vuông tim. Một cái mẫu áo quay đô gời nè. Mình cắt, mình gã đô, rồi mình phối màu, mình trang trí lên ha. Mình phối màu đan xen với nhau nè. Trông rất là dễ thương luôn. Trên cái phần quay mình cũng phối màu luôn đó các bạn. Mình sẽ chia sẻ cái cách mình cắt được cái mẫu áo này nè, cho các bạn cùng xem tham khảo ha. Các bạn xem video nhớ ủng hộ mình bằng một lượt đăng ký nè, một lượt thích, hoặc là chia sẻ video để ủng hộ tinh thần cho mình nha. Nếu có thể thì các bạn giúp mình xem hết quảng cáo nha. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm được cái mẫu áo này chi tiết cho các bạn cùng xem luôn nha. Và đây là cái thân áo quay cơ bản mà mình đã cắt sẵn nha các bạn. Mình đã cắt sẵn thân trước và thân sau. Để tránh mất cái thời gian thì mình sẽ cắt cái phần thân áo quay cơ bản này trước. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo kiểu thôi. Tại vì cái phần thân áo quay cơ bản này cũng khá là đơn giản. Nó phát triển từ cái phần thân áo cơ bản có vai bình thường. Hiện tại thì ở ngoài trời á, chỗ mình á, là đang mưa nên nó cũng hơi ồn. Thì mình cũng cố gắng mình nói lớn để cho các bạn nghe rõ nha. Thì cái thân áo quay cơ bản này mình cũng nói sơ sơ lại ha. Nó phát triển từ cái thân áo có vai. Thì mình hạ thêm cái quay nè. Ví dụ như ở đây là 12. Ngang cái điểm này. Mình sẽ chuyển camera nha. Đây, ngang cái điểm này là 12 nè. Là ngang cái vai. Đúng ra cái áo có vai của mình sẽ ngang đây. Nhưng mà ở đây mình sẽ cắt áo quay. Áo quay thì mình sẽ hạ quay là 12cm nè. Đó là cái dài quay thân trước của mình ha. Còn thân sau á, thì mình sẽ cắt là mình chồm vai lên đúng ra là 5cm. Thì cái thân sau nó sẽ có cái dài quay tương ứng là 12cm luôn. Nhưng ở đây mình chồm vai 2cm. Cho cái phần quay phía sau nó hơi dài chút. Vậy là 12. Mình sẽ cộng thêm 3cm nữa là mình được 15. 15 mình cộng với 12 phân trước nữa mình được 27. Đó là dài quay của cái mẫu áo quay này ha. Dài quay 27. Đối với cái mẫu đồ này là cái size là kích 86, dài 56 rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình phát triển mẫu nha. Thân sau mình không làm kiểu nha. Đa số các mẫu áo đồ bộ là mình không có làm kiểu thân sau. Chỉ khi nào mà khách yêu cầu thì mình mới làm kiểu thôi. Thân sau thông thường mình chỉ để đơn giản. Rồi đây là cái phần thân trước. Đây là cái mẫu áo mình chỉ cắt bên thẳng. Chưa có bên cong, mình chưa có tạo cái phần bên cong. Thì bây giờ mình sẽ tạo cái phần bên cong nha. Đối với cái mẫu áo quay này, mình có chừa cái bản quay là 5cm nè. Ngang cổ mình lấy vô là 7cm. Bản quay 5cm. Đây mình làm dấu ở đây. Rồi mình sẽ đo nha. Đo từ cái phần sườn áo luôn tới cái phần bản quay là bao nhiêu. Ở đây mình đo được là 14cm tổng cộng. Mình sẽ lấy ở ngoài này vô là 9cm, từ ngoài sườn vô đây 9cm. Rồi đã xéo lên đây 9cm. Mình làm dấu cái điểm này. Mình sẽ vẽ cái phần bên cong đây. Mình phát triển cái phần bên cong này để mình tạo kiểu thôi. Đó, như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ hạ cái phần đô. Mình lấy từ trên ngang cái phần cổ áo này xuống 14cm nè. Mình gạch ngang. Mình lấy 14. Ngay cái điểm giữa cổ này, mình sẽ gạch đường giữa. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái phần cổ này ra trước cái đã. Cắt theo đường bên cong này. Cắt đến cái điểm hạ đô của mình sẽ cắt xuống đây 1,5cm. Rồi mình gã ngang cái phần đô này luôn. Phần này mình giữ nguyên, mình không thay đổi gì hết nha. Phần này nè,
mình sẽ chừa ra đây là 1 cm đường may. Khi mình gã ra mình cắt là mình sẽ nói kỹ hơn nè. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ nha. Bây giờ mình sẽ vẽ cho nó có cái độ lớn là 4 cm. Ở đây cũng 4 cm luôn. Rồi tiếp tục ở đây mình cũng cho nó 4 cm. Bây giờ mình sẽ đặt thước kỹ thuật lên. Mình làm kiểu đây, mình sẽ vẽ cho nó có cái độ cong như vậy. Rồi đây là đường cong thứ nhất. Rồi tiếp tục với cái đường cong thứ hai. Đường cong thứ hai thì mình sẽ trong đây nó ngắn hơn, mình sẽ chở phần thước lại nè. Đây. Nó có hình thức như vậy nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cắt gã ra từng phần một. Đây một phần. Và đây một phần nó nha. Cắt rời nó ra luôn. Rồi nó có hình thức như vậy. Bây giờ mình sẽ thay thế nè. Phần này mình sẽ phối cái phần vải màu kem cho nó phù hợp với cái họa tiết màu kem ở trên cái phần thân áo, cái phần vải áo của mình. Rồi cái phần này mình sẽ giữ lại, mình để nguyên. Ở đây là mình để cái phần này là cái phần vải của thân áo. Và đây là cái phần yếm ngay chính giữa. Mình sẽ sử dụng vải màu kem để mình làm kiểu luôn. Bây giờ mình sẽ đặt lên vải mình cắt. Mình sẽ cắt cái phần vải màu kem trước. Phần này mình cắt vải thân áo mình để riêng qua. Hai cái phần này cắt vải màu kem. Ở đây mình sử dụng là chất liệu là xốp Nhật nè. Mình sẽ cắt nha. Rồi mình chảy ra như vậy. Cái đường này nè, cái đường phía trong này là cặp mí đường bên nè. Lúc nãy mình gã ra là mình không có chừa đường may. Mình chừa đường may ở bên đây. Đường may phía dưới nè, mình sẽ chừa là 1 cm để mình gáp với cái phần thân phía dưới là 0,5 nha. Đường này mình cũng chừa là 1 cm. Thì các bạn chừa đều 1 cm. Các bạn nhớ chừa đường may cái phần này nha. Phần trên nách nè, giữ nguyên nè. Phần này cắt chừa 1 cm. Này mình cắt dễ đơn, mình cắt một lớp. Cắt xong lớp này mình đặt lên vải, mình ấp mặt lại, mặt ướp mặt. Rồi mình sẽ cắt thêm một miếng giống như vậy nữa nha. Tại vì hai miếng nó đối diện, tại này mình cắt đơn á. Rồi xong, nó có hình thức như vậy. Mình sẽ quay nó lại, mặt úp mặt như vậy nè. Rồi mình cắt thêm cái nữa nha. Kiểu này nó khá là đơn giản. Để mình cắt gã ra vậy thôi, tới chừng mình mai mình ghép lại các bạn thấy nó đơn giản lắm luôn. Rồi xong một phần nè. Để đây. Tiếp theo mình sẽ cắt cái phần yếm ngay chính giữa nè. Phần yếm này mình sẽ chở cái sọc ngang lại. Rồi mình đặt cái phần yếm lên như vậy. Phần này nè, cái phần dưới mình gáp vô cái phần đô. Mình chừa 1 cm để mình gáp.
Rồi cái đường này mình không chừa nè, mình cắt bằng luôn nha. Cái đường ngang giữa này mình không có chừa, mình cắt bằng luôn. Đây, mình không có chừa đường mai. Tí nữa mình sẽ nói sao ha, tại sao mình không chừa đường mai cái đường này. Mình làm dấu ngay giữa nha. Mình làm dấu ngay giữa bề trái, xong rồi mình sẽ làm dấu qua bề phải. Để khi mình may xong á, mình đâm nút, nó có cái đường thẳng sẵn, mình sẽ không sợ nó bị cong nha. Rồi, xong cái phần yếm nha. Xong cái phần này. Rồi bây giờ chuyển qua cái phần này, cái phần nằm chính giữa nè. Cái phần này mình sẽ cắt vải của thân áo này. Mình lấy cái bề mặt đi, mình đặt lên cho dễ nhìn. Rồi, cái bề này. Ở đây mình sẽ chừa đường may bên đây là 1 sen, chừa đường may dưới này 1 sen, còn đường may cái đường này mình không có chừa. Lý do là lúc nãy mình cắt cái phần phía trong này mình đã chừa đường may là 1 sen, còn cái phần yếm mình không có chừa, thì bây giờ mình sẽ chừa trên cái miếng này. Mình gác lại, mình sẽ nói rõ hơn ha. Phía trong này cắt thẳng không chừa, không chừa đường may nha. Phía ngoài này mình cắt mình chừa đường may 1 cm. Rồi, nó có hình thức như vậy. Giờ mình sẽ mở ra nè. Rồi mình sẽ gấp nó lại. Đây. Mình sẽ may gấp nó lại đường 0,5 cm hết luôn. Thì lúc nãy nè, bên cái phần yếm mình không có chừa đường may, thì ở đây mình sẽ chừa 1 sen nè, để mình gấp vô đường 0,5 là nó vừa ha. Còn cái phần này nè, mình không chừa đường may, lý do là cái phần này mình đã chừa đường may 1 sen rồi, mình sẽ gấp vô đây 0,5 nè là vừa, nên mình không có chừa thêm ha. Bây giờ mình sẽ gắn vào cái phần cổ áo để các bạn dễ hình dung cái mẫu này. Mình không có hướng dẫn may ha, tại nó khá là đơn giản á. Đây, mình gắp vô đây. Đường nhấn ben thì mình nhấn ben bình thường, đối diện hai bên. Phần này mình cũng lật ra đối diện hai bên. Đây, cái mẫu cổ mình nó có hình thức như vậy. Mình sẽ cắt cái sợi dải viền cổ 1 cm ha. Mình viền 1 cm thì mình cắt 3 cm đó, mình viền đều theo cái phần nách. Ngay cái phần cổ này có hình trái tim này, mình sẽ nhấn trái tim đây. Rồi mình viền vô. Và mình cắt thêm một số sợi vải viền á, mình viền phía sau cổ sau ha. Còn đối với cái phần quay áo á, ở đây mình sẽ may cái phần quay cũng mình gấp luôn cho nó tương đồng với cái phần cổ áo ha. Quay áo á, thì mình ở đây mình sẽ cắt sẵn rồi nè, dài quay là 27 cm. Đây, rồi mỗi bên đây mình chừa 1,5 cm đường may nữa. Rồi mình sẽ cắt thêm. Và cái phần bản quay này nè là mình cắt 6 cm. Mình cắt thêm một cái phần vải xốp màu kem, cũng tương ứng với cái phần quay màu đen này. Mình đặt nó lên như vậy. Mình sẽ may nó lại hai bên.
Mỗi bên là mình sẽ may là 0,5 cm. Mình may đều thẳng từ trên dưới, rồi mình sẽ lộn ra. Bây giờ mình sẽ may lại để các bạn hình dung được cái mẫu quai này nha. Đây mình đã may xong rồi nè các bạn. Bữa nay cúp điện á, mình may cái phần quai này á, cái mình sẵn mình hướng dẫn thì mình mở ra cái mình đạp cái chân mình luôn á. Đây mình đạp như vậy nè. Đó. Rồi, bây giờ mình mở nó ra. Mình lộn lại nha. Bây giờ mình sẽ lộn lại như vậy. Lộn cho nó ra cái đi rồi mình hướng dẫn nữa. Rồi, mình sẽ mở nó ra. Mình sẽ ghẻ hai cái đường may này nè cho nó bung ra. Cái mình dùng kim á, mình lượt cho nó nằm định hình như vậy. Đây các bạn thấy cái phần quai chưa, rất là dễ thương luôn. Mình sẽ chà nó vô đây 1,5 cm, mình đút vô phía dưới nha. Cái phần quai của mình nó sẽ có phân nửa vải màu kem và phân nửa cái phần vải của thân áo, rất là dễ thương luôn. Còn cái phần quai tương tự thì các bạn cũng làm giống như vậy nha. Đây, gắn vô như vậy, nó có hình thức như vậy nha. Như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn hoàn thành cái mẫu áo này ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chào tạm biệt các bạn nha.